Đây tới phần đối cơ khám biện, nghĩa là nhân sư đang ngồi thiền ở trong thất, chủ sự đó báo đại vương đến kính thăm. Đại vương đến kính thăm xong, kẻ thân cận mới hỏi: đại vương đến vì sao chẳng đứng dậy? Sư bảo: ông chẳng hiểu, lão tăng trong đây, người bậc hạ đến thì ra cổng tiếp, người bậc trung đến thì xuống giường tiếp, người bậc thượng đến thì ở trên giường tiếp. Chẳng thể gọi đại vương là người bậc trung bậc hạ, e hạ thấp đại vương. Vua vui vẻ ân cần mời vào cung cúng dường. Cho nên đây là cái khéo của ngài, nghĩa là đại vương đến á, ngài không đứng dậy tiếp, ngồi ngay tại giường, nhưng mà rồi người hỏi thì ngài giải thích rõ, không? Bởi vì đây là ngài muốn tiếp, gọi là tiếp với người bậc thượng, chứ không phải là muốn tiếp với người bậc hạ bậc trung. Bởi vì nếu bậc hạ bậc trung á, thì phải xuống giường, phải ra cổng. Nhưng mà như vậy là cũng muốn nói lên đây là ngài sống nghĩa là linh động tự nhiên, chứ không phải cố chấp. Gặp ai ai cũng ngồi ở trên giường đó tiếp thì có khi là bị mắc kẹt, tức là cố chấp một bề vậy thôi, thì không phải. Đây là phải tùy duyên, linh động, nghĩa là biết rằng với cái vị đại vương này á, là người hiểu đạo, cho nên rồi ngài tiếp như vậy để mà coi như là đánh thức ông. Chứ còn nghĩa là gặp mà những người mà gọi là không hiểu đạo á mà tiếp như vậy thì có chuyện. Cho nên ở đây ngài nghĩa là phải tùy duyên với mọi cái đối tượng đó, tiếp nó linh động. Nhưng mà có người lại hỏi, đã pháp vốn không có cao thấp thì sao lại chia thành có ba bậc? Pháp mà không có cao thấp thì sao lại chia thành có ba bậc? Thì phải sao? Cho nên đó là phải biết, nghĩa là tùy duyên ứng dụng, chứ không phải là cố chấp một bề. Nhân sư hỏi viên ngoại họ Chu, ngài có mộng thấy Lâm Tế hay không? Thì viên ngoại giơ nắm tay lên, sư bảo bên kia thấy. Viên ngoại đó đáp bên này thấy. Sư bảo chỗ nào thấy Lâm Tế? Viên ngoại không đáp được. Thì ông viên ngoại này á, mới đầu thì cũng hay, nhưng mà sau á là hết hay. Nghĩa là ngài hỏi vậy chứ ông á, ông có mộng thấy ngài Lâm Tế hay không? Thì ông giơ nắm tay lên, tưởng đâu là giống như là thiền sư. Không, hỏi không đáp giơ nắm tay lên. Thì sư bảo vậy thì bên kia thấy. Thì ông nói là bên này. Vậy là tức là sao? À, kia đây, còn thấy kia đây, còn thấy kia đây thì chỗ nào thấy được Lâm Tế? Cho nên là sư bảo chỗ nào thấy Lâm Tế? Thì nghe là ông không đáp được. Thì vậy rõ ràng là ông viên ngoại này gọi là có đầu mà không đuôi, chỉ được có nửa phần đầu. Nửa phần đầu nói là hay, nhưng mà sao gạn lại thì không đáp được. Rồi sư hỏi viên ngoại họ Chu, ở đâu đến? Viên ngoại thưa, chẳng phải đến, chẳng phải đi. Sư bảo chẳng phải con quạ bay đến bay đi. Hỏi với ông ở đâu đến, đáp là chẳng phải đến, chẳng phải đi. Nhưng mà hỏi nói vậy, nhưng mà sư muốn rõ lại coi đó là thật lời của ông hay không, hay là đó là ông gọi là học mà nói. Cũng nói là chẳng đến chẳng đi, nhưng mà cái gì chẳng đến chẳng đi? Cho nên sư bảo chẳng phải là con quạ bay đến bay đi. Như vậy thì cái gì mà chẳng đến chẳng đi là để rõ được ở trong đó, chứ không phải là bắt chước mà nó chẳng đến chẳng đi mà được. Nghĩa là không phải là con quạ bay đến hay là bay đi, mà trong đó có cái gì trong đó, và thấy được ý trong đó, chứ không phải là nói là chẳng đến chẳng đi mà nói suông ở trên cái chữ nghĩa, mà phải thấy được cái ý sâu trong đó thì mới là sự thật. Rồi sư mới dạy chúng, vừa có phải quấy thì lăng xăng mất tâm, có phần đáp hỏi hay không? Đây cũng là dẫn trong tính tâm minh. Thì sao có vị tăng mới thuật lại cho ngài Lạc Phố, thì Lạc Phố liền gõ răng, rồi lại thuật lại cho ngài Vân Cư, thì Vân Cư bảo đâu cần. Thì vị tăng mới thuật lại cho sư, sư bảo phương Nam rất có người tán thân mất mạng. Chọn tăng thưa, thỉnh hòa thượng thuật lại. Sư vừa thuật lại thì vị tăng liền chỉ ông tăng bên cạnh nói, ông thầy này đã ăn cơm xong nói năng cái gì? Sư liền thôi. Tức là đây là sư dạy là dẫn trong tính tâm minh, vừa có phải quấy thì lăng xăng mất tâm, tức là vừa có động niệm là phải là quấy đó, hai bên đó, thì liền ngay đó là lăng xăng mất tâm rồi. Vậy thì có phần đáp hỏi hay không? Vừa nghĩ phải quấy là lăng xăng mất tâm rồi thì có đáp hỏi hay không? Thì ông tăng này á mới đi đến thuật lại cho ngài Lạc Phố, Lạc Phố ngài liền gõ răng vậy thôi, chứ không nói
nghĩa là có hay không. Cho nên đây câu đáp là cái câu gạy bẫy, có phần đáp hỏi hay không, đó là gạy bẫy. Rồi thực lại cho ngài Vân Cư, thì Vân Cư nói đâu cần. Thì vị tăng đó bây giờ trở về mới thực lại cho sư, sư bảo phương Nam rất có người tán thân mất mạng. Vậy là sao? Phương Nam rất có người tán thân mất mạng. Ngay đó nếu mà ông hiểu được, nói được thì sao? Nếu mà hiểu được, nói được ra là chết ngay. Bởi đây gọi là vừa có phải quấy lăng xăng mất tâm rồi. Cho nên nói được, hiểu được là chết. Giờ ông Tăng thưa lại, giờ thỉnh vào tượng thực lại. Thì sư mới vừa thực lại thì ông Tăng đó, ông Tăng này cũng lanh lợi. Ông chỉ ngay ông Tăng kế bên cạnh nói, ông thầy này đã ăn cơm xong rồi, còn nói năng cái gì nữa. Thì ngay đó sư liền thôi. Tức là sao? Ông thầy này đã ăn cơm xong rồi, tức là đã ăn cơm xong thì tự biết no rồi, còn nói năng lăng xăng cái gì nữa, chín dáng gì. Cũng vậy, câu trên nếu đã biết rõ là vừa có phải quấy lăng xăng mất tâm rồi thì còn hỏi gì nữa, còn nói gì nữa, phải không? Đây cũng vậy, cũng như ăn cơm xong rồi thì tự biết no rồi, còn nói năng kêu réo lăng xăng gì nữa, không chín dáng gì hết. Rồi nhân sư đang xem kinh Kim Cang thì có vị tăng hỏi, tất cả chư Phật và vô thượng bồ đề của chư Phật đều từ kinh này ra, thế nào là kinh này? Sư đáp, kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, tôi nghe như vậy. Một thở nọ Phật ở Xá Vệ, vị tăng thưa chẳng phải. Sư bảo ta tự sắp xếp lại kinh cũng chẳng được, vậy thế nào là kinh này? Đây là ngài đang xem kinh Kim Cang, ông tăng thấy vậy mới hỏi, dẫn câu trong kinh Kim Cang nói rằng tất cả chư Phật và pháp vô thượng bồ đề của chư Phật đó cũng đều từ kinh này mà ra, vậy thì thế nào là kinh này? Thì sư ra không có nói gì, sư đáp, nghĩa là kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, tôi nghe như vậy. Một thời nọ Phật có sắp về, đọc câu đầu. Nhưng ông tăng này xưa chưa chẳng phải, thì sư bảo ta tự sắp xếp lại kinh cũng chẳng được, vậy là thế nào là kinh này? Mình nếu mà nghe sư đọc là kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, tôi nghe như vậy, một thời nọ Phật có sắp về, nếu mà chỉ nghe theo lời, theo câu như vậy đó, thì có dính dáng gì? Tức là đó gọi là theo ngôn ngữ, mà theo ngôn ngữ thì không thấy được kinh này. Mà đây á, chính nghe cái mà đang đối diện, nghe rõ ràng đó, đang đối diện nghe ra, tôi nghe như vậy, nhưng mà cái gì mà đang nghe? Cho nên cái đang đối diện, nghe rõ ràng đó, mà thấu được ra vô đó. Cho nên ông Tăng nói là chẳng phải, tất nhiên là không phải là cái... phải là những cái câu chữ đó, nhưng mà sư bảo ta tự sắp xếp lại kinh cũng chẳng được, tức là nói như vậy rồi thì nghe như vậy thôi, đừng có thêm gì nữa hết. Còn ông á thì ông lại thêm cái phân biệt trong đó rồi, chẳng phải, tức là muốn cái gì khác nữa, phải không? Cho nên ngay đó nếu ông nói như vậy rồi thì ông nghe cũng nghe như vậy, không thêm gì thêm khác trong đó nữa, thì ông thấu được. Rồi nhân vị tăng từ giả đi, sư bảo Xà Lê đi ra ngoài, chợt có người hỏi, có thấy Châu Triệu chăng? Ông làm sao đối đáp? Thì ông Tăng thưa, chỉ có thể nói thấy. Sư bảo, lão Tăng là một con lừa, ông làm sao thấy? Ông Tăng không đáp được. Thì ông Tăng này cũng nghĩa là có đầu mà không đuôi. Nghĩa là từ giả sư đi, sư mới gạn, hỏi thử coi cái chỗ thấy của ông như thế nào. Cho nên bây giờ hỏi vậy chứ, Xà Lê đi ra bên ngoài, chợt có người hỏi về có thấy Châu Triệu hay chăng, thì giờ ông làm sao ông đáp? Thì ông Tăng này thì mới đầu cũng lên lợi, là nó chỉ có thể nói là thấy thôi, hỏi thấy Châu Triệu, nói thấy thôi. Sư mới gạn lại, giờ lão Tăng là một con lừa thì ông làm sao thấy? Thì Nga đã đáp không được. Thì vậy tức là sao? Tức là còn kẹt trong cái thấy phàm thánh. Nga nói là ngài là con lừa cái thôi, hết đó đáp, ngài là bậc thiện tri thức như vậy mà làm con lừa thì sao? Cho nên nghe nói lừa là nghĩ rằng nghĩa là vậy là khó hiểu nổi, cho nên là kẹt trong cái thấy phàm thánh, còn cái kiến giải đó, kiến giải phàm thánh hai bên, cho nên nghe đó bị chướng ngại. Chứ còn nếu mà khéo thì sao? Nếu mà ngài nói là nếu mà lão Tăng làm con lừa thì ông làm cho thấy thì sao? Thì đưa bó cỏ ra là xong. Còn ông nghe là nghe nó còn lừa cái thì suy nghĩ hoặc là ngăn ngại liền, thì đó là rõ ràng nó còn dướng kẹt trong cái kiến giải hai bên đó,
Rồi ông sư hỏi vị tăng mới đến, từ đâu đến đây? Ông tăng thưa là từ phương Nam đến. Thì sư bảo, lại biết có cổng Châu Triệu chăng? Ông tăng thưa, nên biết có kẻ chẳng liên hệ đến cổng. Sư quát toa bảo, gã bắn muối lậu này. Lại bảo tiếp, huynh đệ, cổng Châu Triệu cũng khó qua. Thì ông tăng lại hỏi, thế nào là cổng Châu Triệu? Sư đáp là cầu đá đấy. Thì đây là những cái đoạn mà gọi là đối cơ khám biện, tức là khám xét để coi cái kiến giải của người đến đó. Thì đây vị tăng mới đến, sư hỏi là từ đâu đến đây? Hỏi từ đâu đến đây đó là bắt đầu gạn á, gạn để thì ông tăng thưa là từ phương Nam đến. Thì vậy lại biết có cổng Châu Triệu chăng? Phương Nam đến là có đi qua cái cổng Châu Triệu hay không? Thì ông tăng này cũng lên lại, không? Nên biết có kẻ chẳng liên hệ đến cổng. Có kẻ không liên hệ đến cổng. Thì mình thấy đáp vậy hay không? Giờ ông đến là có biết cái cổng Châu Triệu không? Thì bây giờ có kẻ không có liên hệ gì đến cái cổng. Nhưng mà nói như vậy thì sao? Nếu không liên hệ đến cổng thì sao? Đây sư quát bảo là gã bán muối lậu này, tức là sao? Tức là ông là kẻ gian. Tức là ông không đi qua cổng. Ông không đi qua cổng thì ông đi cái đường nào? Kẻ gian, phải không? Nghĩa là nếu chẳng liên hệ đến cổng thì sao ông đến đây được đây? Cho nên đáp như vậy, nhưng mà cũng không qua mắt được ngài. Nên ngài mới bảo là cái gã bán muối lậu này. Rồi lại mới bảo tiếp, huynh đệ, cổng Châu Triệu cũng khó qua. Nghe nào nói gì nói, cũng là khó qua được chỗ này. Bởi vì ông nói ra là cũng còn kẹt ở trên cái lời nói. Nói thì hay, tức là nên biết có gã chẳng liên hệ đến cổng. Nhưng mà nói vậy thì nó lại kẹt ở trên ngôn ngữ. Cho nên nếu mà không liên hệ thì sao đến đây được? Sư mới bảo là kẻ bán muối lậu đó là kẻ gian, đi không qua cổng. Như vậy thì sao? Sư bảo cổng Châu Triệu cũng khó qua, vậy thì ai qua được? Làm sao qua được cổng? Đó là cái chỗ đó, chỗ là mới thứ thiệt hay thứ giả mà mình biết liền đó. Sư bảo là cổng Châu Triệu cũng khó qua, vậy thì ai qua được cổng? Là thứ thiệt thứ giả là biết liền. Qua được thì khỏi phải hỏi lại, còn hỏi lại thì chưa qua. Phải không? Đó là rõ ràng vậy. Thì đây hỏi thế nào là cổng Châu Triệu, sư đáp là cầu đá đấy. Vậy sao cầu đá? Cho nên cầu đá tức là tất cả đều đi qua trên đó. Tất cả đều đi qua trên đó hết. Nhưng mà nếu ngay đó dừng lại nghĩ ngợi á là chưa qua được. Đáp là khéo léo để mà gạn lại. Rồi có vị tăng từ Tuyết Phong đến, sư mới bảo thượng tọa chớ trụ trong đây, lão tăng trong này chỉ là chỗ lánh nạn, Phật pháp trọn ở phương Nam. Thì ông tăng thưa, Phật pháp há có Nam Bắc. Sư bảo dù cho ông từ Tuyết Phong thì Tuyết Phong đến cũng chỉ là kẻ bát bản. Thì ông tăng thưa, chưa biết việc bên kia thế nào. Sư bảo ông nhân gì ban đêm đến đái trên giường. Ông tăng thưa, sau khi mà thấu suốt thì thế nào? Sư bảo lại là ỉa cức. Tức là đây là ông tăng này từ nơi ngài Tuyết Phong đến, cho nên sư mới bảo, nghĩa là thượng tọa đó đến trong đây nhưng mà chớ có trụ ở trong đây, lão tăng trong này chỉ là chỗ lánh nạn thôi, Phật pháp trọn ở phương Nam. Tức là sao? Đây là nói là không có chỗ để cho ông dừng ông trụ, chỗ này là không có chỗ để cho ông bám, không chỗ cho ông trụ, không có gì để cho ông hết. Thì ông tăng này cũng lên lại, thưa Phật pháp há có Nam Bắc. Tức là sao? Phật pháp thì đâu có Nam có Bắc. Nhưng mà nói vậy là tức là sao? Phải thấy được. Nghĩa là ông đã biết rõ Phật pháp là không có Nam có Bắc, vậy thì ông đến đây chi? Phải không? Ông từ phương Nam đến đây và ông nói là Phật pháp không có Nam Bắc, thì biết vậy rồi đến đây làm gì nữa? Cho nên sư bảo dù cho ông từ Tuyết Phong nhưng mà Tuyết Phong mà có đến cũng chỉ là kẻ phát bản, tức là không chỗ mở miệng. Thì ông tăng là thưa, chưa biết việc bên kia thế nào. Vậy tức là sao rồi? Sư bảo ông nhân gì ban đêm đến đái trên giường, tức là ngủ mê nó mớ. Ngủ mê nó mớ rồi, nghĩa là đang ở trong đó còn hỏi kia đây nữa,
chưa biết việc bên kia thế nào, tức là còn kẹt kia đây, phải không? Hỏi bên kia, à, cho nên giống như là nó mới à, đang trong đó rồi mà còn hỏi nữa. Thì bây giờ ông Tăng lại còn hỏi thêm cái nữa, sau khi mà thấu suốt thì thế nào? Sư đáp lại là ỉa cứ thấu suốt rồi thì hết hỏi, phải không? Thấu suốt rồi thì hết hỏi, còn muốn họ muốn thế nào nữa là lại muốn nghĩa là kiến giải thêm rồi, à, cho nên đây sư bảo ỉa cứ rất là đơn giản. Rồi sư dạy chúng, ta trong này có sư tử ra khỏi hang, cũng có sư tử ở trong hang, chỉ là khó được sư tử con. Đó là vừa mà dạy mà cũng vừa gạn, gạn thôi, coi trong chúng có ai á là người mà có thật là sư tử con hay không á. Cho nên nó ta trong này có sư tử ra khỏi hang, cũng có sư tử ở trong hang, chỉ là khó được sư tử con. Thì có vị tăng, lúc đó có vị tăng khải tay đáp lại, sư bảo là gì? Ông Tăng thưa là sư tử con. À, sư bảo, ông gọi là sư tử con, sớm là tội lỗi rồi, ông còn đi nhảy nhót nữa. À, gọi là sư tử con là đã sớm tội lỗi rồi, còn nhảy nhót lung tung nữa. Tức là sao? Thành ra đây là gạn lại, không? Cho nên ông Tăng khẽ tay đáp lại, thì cũng khéo, cho nên sư hỏi là gì? Thì ông đáp là sư tử con. Nói ngon lành, sư tử con. Nhưng mà sao? Tức là đây sư bảo ông đã nói ra cái tên sư tử con, tức là gọi là sư tử con là sớm tội lỗi rồi. Nếu mà người là thật là sư tử con thì sao? Thật là sư tử con thì sao? Cần gì phải nói tên? À, nói thật là sư tử con thì ta biết gầm, biết giống, phải không? Cho nên đây sư bảo là ông gọi sư tử con là sớm tội lỗi rồi, bây giờ còn nhảy nhót lung tung nữa. Rồi sư hỏi vị tăng mới đến, rồi ở đâu đến? Thì ông Tăng thưa, rời Tiếp Phong đến. Sư bảo, Tiếp Phong có lời gì dạy người? Thì ông Tăng thưa, Hòa Thượng bình thường nói, trọn mười phương thế giới là một con mắt của Sa Môn, mọi người các ông nhằm chỗ nào ỉa? Thì sư bảo, Xà Lê nếu trở lại, gửi một cái sẻng đi. Thì vậy, đây ông Tăng này cũng ở Tiếp Phong đến, cho nên là sư hỏi Tiếp Phong có lời gì mà dạy người? Đây thì ông Tăng dẫn lời của Ngài Tiếp Phong, nói rằng Hòa Thượng bình thường có nói, chọn mười phương thế giới là một con mắt của Sa Môn, mọi người các ông nhằm chỗ nào ỉa? Vậy làm sao đáp? Nghĩa là coi như khắp cả mười phương thế giới đều chỉ là một con mắt của Sa Môn thôi, thì ông nhằm chỗ nào ông ỉa nè? Nghe hỏi vậy đó là mình nếu mà còn kẹt chỗ, còn kẹt chỗ nơi thì không đáp được. Hỏi là thử coi coi cái chỗ thấy của mình đó còn kẹt chỗ nơi, còn kẹt đây kia hay không? Còn nếu mà thật sự mình là có chỗ sáng rồi á, thì mình phải có cái cách đáp của mình. Thì đây sư nghe vậy rồi, sư bảo Xà Lê nếu trở lại, gửi một cái sẻng đi. Tức là ngay đây là phải sạch hết cái kiến giải, thì sẽ tự thông suốt. Chứ còn có cái kiến giải trong đó, thì bị mắc kẹt liền. Quên hết mọi kiến giải đó, thì thông suốt được ở chỗ này. Rồi nhân sư đang xả y, chia cho đại chúng. Có vị tăng liền hỏi, Hòa Thượng thải xả cho hết dùng cái gì? Sư gọi bảo cả châu hồ. Vị tăng ứng dạ, sư bảo dùng cái gì? Tức là sư xả y chia cho chúng. Thì ông Tăng này ông cũng nhân đó ông hỏi chứ Hòa Thượng mà xả cho hết rồi Hòa Thượng dùng cái gì? Thì sư nhân đó, nhân cái câu hỏi đó mà đánh thức ông trở lại, mới gọi ông, gọi là kẻ châu hồ, cho ông vừa dạ, sư bảo dùng cái gì? Vì từ ngày đó thiếu gì đâu. Nghĩa là đâu phải gọi là kẹt cái bên ngoài, xả y, y là cái bên ngoài, xả cho hết cái đó có dính dáng gì. Còn cái thật của mình nó vẫn nơi mình, có thiếu bao giờ đâu. Còn mình cứ bám vào cái bên ngoài, tức là cái vai mượn. À, vai mượn thì có mượn, có cho, có trả, thì cái đó có trả về. Còn cái nơi mình thì vẫn luôn luôn đầy đủ, có thiếu gì đâu, sợ không chỗ dùng. Rồi sư dạy chúng, chưa có thế giới, sớm đã có tánh này, khi thế giới hoại, tánh này chẳng hoại. Và có vị tăng hỏi thế nào là tánh này, sư đáp năm uẩn bốn đại. Ông tăng thưa đây vẫn là hoại, thế nào là tánh này? Sư đáp bốn đại năm uẩn. Vậy là thế nào là tánh này? Sư đây là dạy chúng rõ ràng, nói rằng khi mà chưa có thế giới á thì sớm đã có tánh này rồi, thế giới hoại tánh này cũng chẳng hoại. Thì nghe nói như vậy thì người ta sẽ nghĩ sao?
tức là có cái tánh này nó ngoài thế giới này, phải không? Chưa có thế giới nó đã có nó rồi, thế giới hoại nó cũng không hoại, thì ta lại nghĩ ngoài thế giới này có cái tánh đó. À, mà nếu mà nghĩ theo kiểu đó thì sao? Đó là thấy, nghĩa là có hai bên lấy bỏ đây kia, ngoài này có kia. À, cho nên ông Tăng này hỏi vậy, thế nào là tánh này? Thì đáp là năm uẩn bốn đại. Ngay thân này thôi, không? Hỏi lại, gạn lại nữa, đây vẫn là hoại, tức cái năm uẩn bốn đại này cũng là hoại. Thế nào tánh này? Thì đáp là bốn đại năm uẩn. À, như vậy là sao thì đỏ được tánh này? À, nghĩa là ngay nơi bốn đại năm uẩn này, tức là ngay nơi cái thân sanh diệt này đó, mà mình khéo thấy cái không sanh diệt ngay trong đó, chứ không phải là bỏ cái này mà lại tìm ở đâu khác. Nếu mà ngoài cái này mà lại thấy có cái gì ở đâu khác nữa thì đó là còn có cái niệm lấy bỏ, tức là bỏ cái này mà lấy cái kia, mà còn có niệm lấy bỏ là chưa thật thấy tánh. Tánh này nó ngay nơi đây chứ không phải đâu khác hết, chỉ mà khéo thấy thôi. Cho nên nó có câu gọi là giống như là con ngỗng chúa mà khéo mà biết là uống sữa mà chừa nước đó. Sữa và nước nó lẫn lộn trong đó, nhưng mà ngỗng chúa thì nó biết uống sữa mà chừa nước ra. Thì mình đây cũng vậy đó, nếu người khéo thấy tánh thì cũng phải thấy vậy đó. Ngay cái sanh diệt này mà khéo nhận ra cái không sanh diệt, chứ không phải bỏ cái sanh diệt này mà nhận cái sanh diệt, cái không sanh diệt ở đâu khác. Đó là cái khéo của mình. Rồi có vị tọa chủ ở châu Định đến xin hỏi quen sự nghiệp gì, thì tọa chủ mới thưa kinh Luật Luận chẳng nghe liền giảng. Đáp là cũng nghe là hay, nghe là những kinh Luật Luận gì mà chẳng nghe đó thì liền giảng được hết. Sư liền giơ tay chỉ ông bảo là giảng được cái này chăng. Ông tòa chủ liền mờ mịt chẳng biết. Mới đầu nó nghe ngon lành lắm, phải không? Nghĩa là kinh Luật Luận gì mà chẳng nghe thì giảng được hết. Đó, chứ giơ tay lên hỏi vậy chứ giờ còn cái này đó ông giảng coi. Đó, thì giảng không được. Rõ ràng đây là gọi là nói theo chữ nghĩa, chứ chưa có thật thấu được lý. Sư mới bảo dù cho ông chẳng nghe thì giảng được cũng chỉ là một gã giảng kinh luận, nếu là Phật pháp còn chưa đúng. Thì ông tòa chủ mới thưa hòa thượng hiện nay nói năng phải chính là Phật pháp chăng? Ông này cũng lanh lợi, thấy không? Chính hòa thượng đang nói năng đó phải là Phật pháp chăng? Sư bảo dù cho ông hỏi được đáp được thải thuộc kinh luật Phật pháp còn chưa đúng, tòa chủ không lời đáp. Vậy là sao? Nghĩa là dù cho ông hỏi được đáp được cũng phải là thuộc kinh luật thôi, còn Phật pháp còn chưa đúng, vậy là Phật pháp còn gì khác nữa? Cho nên ở đây mình mới thấy nghĩa là cái đặc biệt của trong các thiền sư, tòa chủ là những người thuộc về giảng kinh giảng luật rồi, không? Cho nên đến thì ngài hỏi ông đã thường quen ở sự nghiệp gì, thì ông nói là những kinh Luật Luận gì mà chẳng nghe đó thì liều giảng được hết. Nói vậy là nghe giống như thông suốt rồi. Ngày xưa mới gạn lại giơ tay lên chỉ vậy ông giảng được cái này chăng, thì là bi. Vậy thì rõ ràng là ông giảng là giảng theo chữ nghĩa thôi. Còn đến khi mà Phật pháp mà chân thật á, Phật pháp chân thật mà ngay đối trước á là không biết, nó giảng theo chữ nghĩa thôi, đưa lên này là muốn nói lên các Phật pháp chân thật ngay đối trước ông đó, nhưng mà ông không biết. Cho nên sư mới bảo dù cho ông mà chẳng nghe mà liền giảng được đó thì cũng chỉ là một cái gã giảng kinh luật thôi, còn Phật pháp á thì vẫn chưa đúng, và Phật pháp còn cái gì nữa? Thì ông này cũng lanh lợi, ông nói rằng hòa thượng hiện nay đó nói năng như vậy đó thì chính đó là Phật pháp phải chăng? Thì thấy cũng hay, phải không? Hiện nay hòa thượng nói năng đó thì đó Phật pháp phải không? Nhưng mà sư bảo sao, dù cho ông hỏi được đáp được thì cũng thuộc về kinh luật thôi, Phật pháp còn chưa đúng nữa, vậy là Phật pháp còn gì khác nữa? Đây mình phải biết nha, nói vậy nhưng mà nó cũng còn trên ngôn ngữ à. Nếu ông thật khéo biết được á thì ông phải nhận ngay liền. Còn hỏi tới hỏi lui thì cũng nằm trên ngôn ngữ thôi. Cho nên cần thấy cái gì là Phật pháp sống, trên đây là phải hiểu rõ. Giảng Phật pháp nhưng mà cần hiểu cái gì là Phật pháp. Cái này nó không ở trong chữ nghĩa. Phật pháp thật thì nó không ở trong chữ nghĩa. Còn mình có giảng nói có hay cách mấy đi nữa thì cũng là Phật pháp trên chữ nghĩa, phải không?
con phải mình phải thấy được cái gì là Phật pháp. Đó, ngài cũng nhấn mạnh ở chỗ đó. À, vậy cho nên cái này đó là phải người thực sống trong đó thôi. Giờ sư hỏi vị cư sĩ tập tu từ đâu đến đây, cư sĩ đáp từ Bắc viện đến. Rồi sư bảo viện kia đâu giống viện này, cư sĩ không đáp được. Thì có vị tăng đứng bên cạnh á, sư mới sai nói thay cư sĩ, thì ông tăng nói thay từ viện kia đến. À, ngày sư mới cười, ngày sư lại sai ngày Văn Thúy, Văn Viễn nói thay, thì Văn Viễn nói cư sĩ lại là chẳng nhận lấy lời nói của thầy. Vậy là sao? Đây là cư sĩ tập tu, tuy nhiên là gọi là ở vào viện tu tập tu để mà chuẩn bị xuất gia đó. Thì hỏi cho ông từ đâu đến, vị sĩ này nói từ Bắc viện đến. Thì sư bảo là viện kia đâu giống viện này. À, viện kia là viện nào? Viện kia đâu giống viện này. À, một câu hỏi mà giống như hỏi mà để gạn lại đó, thử á, nha. Viện kia đâu giống viện này, tức kia đây. À, thì cư sĩ không đáp được. Thì vị tăng đứng bên cạnh, sư mới sai nói thay, thì ông tăng lại nói là từ viện kia đến. Từ viện kia đến là viện nào? Đây là tức là tự biết rõ ràng, không có lầm. Nói viện kia, nhưng mà đây nó từ chính từ viện kia đến, biết rõ ràng, không làm, không nghi ngờ. Thì sư cười, nhưng mà đời sai ngài Văn Viễn nói thay, thì Văn Viễn nói cư sĩ lại là chẳng nhận lấy lời nói của thầy, tức là còn kẹt kia đây. À, hỏi như vậy phải thấy được cái ý đó, cho nên đây gọi là gạn hỏi. Nếu mà nghe nói viện kia không giống viện này, cái thì mình nghĩ là kia đây đó thì mắc kẹt. Mà ngài muốn nói viện kia không giống viện này, đây là muốn thử ngay chính ngay chỗ sống của ông, phải không, còn có mắc kẹt kia đây hay không. Cho nên đây thì mắc kẹt kia đây đó, thì đó là mắc kẹt trên cái gọi là cái chỗ, cái nơi. Giờ sư hỏi vị tọa chủ đã quen sự nghiệp gì, thì tọa chủ thưa là giảng kinh Di Ma. Sư bảo kinh Di Ma bước bước là đạo tràng, tọa chủ ở chỗ nào, tọa chủ cũng không đáp được. Gọi là kinh Di Ma thì nói rằng trong đó là bước bước là đạo tràng, vậy thì bây giờ tọa chủ ở chỗ nào đây, tọa chủ không đáp được. Vậy thì mình làm sao mà đáp được? Vậy kinh nó nói rõ ràng không, mỗi bước đều là đạo tràng hết, vậy thì ông ở chỗ nào đây? Cho nên mình là người mà còn mắc kẹt chỗ nơi thì không đáp được qua được. Còn nếu mà thật sự mà có sáng rồi thì chỗ đạo tràng thì chỗ đều có mặt hết, còn hỏi chỗ nào nữa, phải không? Đâu đâu cũng là đạo tràng thì đâu đâu cũng đều có mặt hết, thì còn hỏi chỗ nào chi nữa. Đó. Rồi sư sai toàn ít nói thay tọa chủ, toàn ít mới nói chỉ một câu hỏi này có thể nhận biết đạo tràng chăng. À, sư bảo thân ông ở đạo tràng, tức là thân ông ở trong đạo tràng, tâm ông ở chỗ nào, nói nhanh ngay. Thì toàn ít mới thưa hòa thượng chẳng phải tìm tâm của học nhân. Sư đáp phải. Thì toàn ít nói chỉ một câu hỏi này, chỉ một câu hỏi, một câu đáp này là gì? Thì sư bảo lão tăng chẳng ở trong tâm sở, pháp qua mắt tai mũi lưỡi thân ý mà hiểu biết. Toàn ít thưa đã chẳng ở trong tâm số, thì hòa thượng vì cái gì tìm? Sư bảo vì ông nói chẳng được. Toàn ít mới thưa pháp qua mắt tai mũi lưỡi thân ý mà chẳng hiểu, làm sao nói chẳng được. À, sư bảo ăn đàm giải của ta, tức là đây sư bảo ngài toàn ít ngài nói thay. Thì toàn ít nói là chỉ một câu hỏi này đó có thể nhận biết đạo tràng chăng, tức là sao, tức là câu hỏi là kinh Di Ma nó bước bước lại đạo tràng, tọa chủ ở chỗ nào, thì một câu hỏi đó thì có thể nhận biết đạo tràng không. Tức là toàn ít này cũng khéo thấy nha, đã hỏi bước bước lại đạo tràng rồi mà còn hỏi chỗ nào nữa, thì hỏi như vậy đó là biết đạo tràng chưa. À, thế còn kẹt chỗ là không biết rồi. À, sư bảo thân ông ở trong đạo tràng, còn tâm ở chỗ nào nói nhanh ngay. Đây là cái gạn thử coi ông có còn mắc kẹt hai bên không á. Thân ông ở trong đó nhưng mà tâm ở chỗ nào. Vậy thì nếu mình là người còn kẹt hai bên, vậy chia thân tâm nó riêng hay sao? Thân trong đó thì tâm ngay đó, còn hỏi chỗ nào nữa. Bây giờ chia riêng thì sao? Chứ là coi chừng phân chia đó là nguy. Từ đây thì ông Toàn Ít nói hòa thượng chẳng phải là tìm tâm của học nhân. Chứ không phải. À, thì Toàn Ít nói chỉ một câu hỏi, một câu đáp này là gì? Tức ngay một câu hỏi, một câu đáp là gì? À, thì sư bảo lão tăng chẳng ở trong tâm sở,
pháp qua mắt tai mũi lưỡi thân ý mà hữu biết, không? Tất nhiên là sao? Tâm sở, tức là cái tâm mà bị biết, không? Lão Tăng thì chẳng ở trong những cái tâm bị biết đó. Pháp nó qua mắt tai mũi lưỡi thân ý mà hữu biết, tức là thuộc về cái đối tượng là bị biết. Thì toàn ít nữa, đã chẳng ở trong tâm số thì hòa thượng vì cái gì mà tìm? Không ở trong tâm số rồi thì còn vì cái gì tìm nữa? Thì sư bảo vì ông nói chẳng được. Chính vì ông nói chẳng được á. Thì ông Toàn Ích nói pháp qua mắt tai mũi lưỡi thân ý mà chẳng hiểu, làm sao nói chẳng được. Nghĩa là pháp nó đi qua mắt tai mũi lưỡi thân ý, tức là qua sáu căn mà chẳng hiểu thì vậy làm sao mà nói chẳng được. Đó thì ông cũng khéo khéo nói, phải không? Nhưng mà nói như vậy thì sao? Đã biết như vậy rồi thì còn hỏi gì nữa? Nếu ông biết rõ gì rồi thì còn hỏi gì nữa? Cho nên sư bảo ăn đàm giải của ta, nói gì nói là cũng nằm trong ngôn ngữ. Nếu ông khéo nhận thì ông nhận ngay ở trong đó. Sư hỏi vị Tăng, ông từng xem kinh Pháp Hoa chăng? Tăng thưa, dạ từng xem. Sư bảo, trong kinh nói nạp y ở vắng vẻ, giả danh luyện nhã, dối gạt người thế gian, ông làm sao lãnh hội? Tăng toan lễ bái. Sư bảo, ông phát nạp y đến chăng? Ông Tăng thưa là phát đến. Sư bảo, chớ lừa ta. Ông Tăng thưa, thế nào chẳng bị lừa? Sư bảo, tự tạo kế sống, chớ nhận lấy lời của lão Tăng. Tức là đây là, sư hỏi ông Tăng là ông có từng xem kinh Pháp Hoa chăng đó? Thì ông Tăng này là có xem kinh Pháp Hoa, cho nên sư mới dẫn ở trong kinh Pháp Hoa là câu kệ nói rằng nạp y ở vắng vẻ, tất nhiên là mặc áo nạp đó, mặc áo nạp mà ở nơi vắng vẻ, giả danh là A Luyện Nhã, tất nhiên là danh là tu hành đó, ở chỗ thanh tịnh mà dối gạt người thế gian, thì như vậy là ông làm sao lãnh hội? Thì ông Tăng không trả lời mà chỉ sắp như là định lễ bái vậy thôi. Thì sư bảo ông là phát áo nạp đến chăng đó? Thì ông Tăng thưa là phát đến. Thì sư bảo chớ lừa ta. Thì như vậy tức là sao? Đây là dẫn trong kinh Pháp Hoa, nghĩa là mặc áo nạp ở nơi vắng vẻ, giả danh là tu hành thanh tịnh, tức là chỗ tu hành thanh tịnh, nhưng mà dối gạt người thế gian, tức là nó không phải là cái người thật, thì như vậy làm sao lãnh hội? Đó, thì ở đây là gọi là những cái đoạn này là gọi là những đoạn khám biện để mà xem coi cái chỗ thấy của cái người đối tượng nó như thế nào. Thì ở đây là phải thấy thấu qua cái danh tướng đó, thấy không? Nghĩa là mặc áo nạp là cũng là cái hình tướng, giả danh ở chỗ thanh tịnh là cũng là cái danh, gọi là cái danh, cái tướng thôi, mà phải thấy thấu qua cái danh tướng đó thì mới nghĩa là đối với kinh Pháp Hoa gọi là mới rõ cái tri kiến Phật. Thì đây là phải thấu qua danh tướng đó mới được, nhưng mà thấu qua danh tướng đó thì nói sao? Cho nên đây ông Tăng chỉ lễ bái thôi, chứ nghĩa là không có kẹt ở trên cái danh tướng đó. Nhưng mà đây sư mới bảo cũng gì gạn lại thêm, nghĩa là ông phát áo nạp đến đây chăng, tức là phát cũng phát cái nạp y, thì ông Tăng kêu phát đến. Thì sư bảo chớ lừa ta. Như vậy tức là cái áo đó, mặc áo đến, nhưng mà ngài bảo chớ có lừa, không có để cái áo đó nó lừa gạt mình, phải thấy được cái gì nghĩa là trong đó. Thì ông Tăng thưa thế nào chẳng bị gạt, tức là chẳng bị lừa. Sư bảo tự tạo kế sống, chớ nhận lấy lời của lão Tăng. Tức là phải tự có cái chỗ sống chân thật của chính mình, chớ có nương tựa bên ngoài nhận lấy cái lời mà của người. Tức là cũng nhắc lại chớ bị danh tướng nó lừa. Thì đây là những chỗ để mà khám biện, cho nên người tự nhận thì khéo nhận lấy, còn không khéo á thì nghĩa là bị ngài nhận rõ đó là chưa phải là cái người thứ thiệt. Sư hỏi tòa chủ đã quen sự nghiệp gì? Tòa chủ thưa giảng kinh Di Ma. Sư bảo ai là ông nội của Di Ma? Thì ông Tăng thưa là tức ông tòa chủ thưa là chính là con. Nó cũng là hay, nhưng mà sư gạn lại vì sao lại bị cháu con nhắn lời, thì ông tòa chủ không đáp được. Thành ra mình thấy nên là nói này cũng giống như thuộc về kiến giải thôi, mà chưa có thật sống, cho nên là bị gạn lại là không có nói được. Hỏi đại thừa giảng quen sự nghiệp gì, tức là có
tạo tác từng là dùng sống bằng cái sự nghiệp gì đó, có cái sự nghiệp gì, thì ông này thưa là thường giảng kinh Túc Hóa, kinh Di Ma Cật, cho nên đây sư mới gạn hỏi chứ ai là ông nội của Di Ma. đó là cách là gạn nên coi. Thì ông này cũng nói giống như là hiểu rồi, coi như là nói giống ta đây, chính là con ông nội Di Ma, chính là con. Thì đấy, như vậy thì nếu mà cái người khác thì nói vậy thì không biết sao để gạn, nhưng mà với ngài thì ngài gạn một cái là biết là không phải sự thiệt liền. Đã là ông là ông nội của Di Ma không, thì sư liền gạn lại, thì vì sao lại bị cháu con nhắn lời, tức là ông là ông nội của Di Ma thì tại sao lại bị Di Ma Cật giảng kinh rồi ông bây giờ ông lại giảng lại. Ông là ông nội của Di Ma, còn ở trong kinh Di Ma thì ngài Di Ma Cật ngài giảng. Thành ra như vậy thì ông không đáp được liền. Như vậy nếu mà cái người mà thật sự thì đáp sao đây, thấy không, ông nội của Di Ma rồi thì tại sao lại trong đó lại ông Di Ma ông giảng, rồi bây giờ ông lại giảng lại trong đó nữa, tức là bị con cháu nhắn lời trở lại rồi. Thành ra nếu mà thật thấy thì phải đáp sao. Sự thật á thì dù nhắn mà cũng không nhắn tới, dù cho có nhắn đi nữa cũng không có nhắn tới. Và một hôm sư thượng đường, vị tăng vừa ra lễ bái, sư bèn chắp tay kính chào lui. Lại một hôm khác thì ông tăng lễ bái, sư bảo khéo khéo hỏi. Thì có tiện tăng thưa thế nào là thiền, sư bảo hôm nay trời mát chẳng đáp hội. Nghĩa là ngài thượng đường thì ông tăng vừa ra lễ bái, thì mới vừa lễ bái rồi sư liền chắp tay kính chào rút lui, không nói gì hết. Rồi một hôm khác thì ông tăng khác lễ bái, thì sư bảo là khéo khéo hỏi. Thì vậy là sao, mới ra lễ bái thôi thì chưa có nói gì hết thì sư nghĩa là chắp tay chào lui. Ra lễ bái tức là định hỏi, phải không? Nhưng mà sư liền chào lui. Rồi hôm khác thì ông tăng lễ bái thì sư bảo khéo khéo hỏi. Mới lễ bái mà khéo hỏi gì? Thì đó để cho thấy rõ đối với nghĩa là trong nhà thiền thì không có kiểu mà gọi là nói để cho mình thêm cái kiến giải và dòng. Mà đây là ngay đó là đầy đủ rồi. Ngay khi ông lễ bái đó đầy đủ rồi. Còn muốn hỏi thêm nữa đó là dư. Rồi ông tăng hỏi thế nào là thiền, sư bảo hôm nay trời mát chẳng đáp hỏi. Rõ ràng ngài không có nói thêm, nghĩa là thiền mà ông muốn hiểu thế nào nữa thì hết còn là thiền. Thiền mà hỏi thế này thế khác đó, thì hết thiền rồi. Cho nên đợi người nói đó thì là trời kéo mây rồi. Đây trời mát mà nhưng mà bây giờ ông còn đợi nói nữa là trời kéo mây. Rồi sư hỏi vị tăng mới đến từ phương nào đến, thì ông tăng thưa là không phía nào đến. Thì sư bà bèn soi lưng, soi ngược lưng lại, thì ông tăng đem cái tọa cụ soi theo sư. Sư bảo rất tốt, không phía nào. Hỏi từ phía phương nào đến, thì nếu mà cái người thường không hiểu á thì tưởng đâu là ngài hỏi mình ở đâu đến, thì đáp là từ phương đông phương tây đến á thì là mắc kẹt. Thì ông tăng này là cũng là khéo léo, không phía nào đến, hỏi từ phương nào đến đáp không phía nào đến. Thì sư bèn soi ngược lưng lại, thì ông tăng đem cái tọa cụ soi theo sư. Thì ông tăng này cũng là khéo, sư bảo rất tốt, không phía nào. Vậy là sao, nếu mà không phía nào đến thì ở đâu đến? Cho nên hỏi đó là để muốn gạn lại để coi cái ông tăng là có chỗ sống thực hay không. Nếu mà nghe nói mà hỏi từ phương nào đến mà theo câu đó trả lời, tức là bị ngôn ngữ nó dẫn, thì ông tăng này cũng có chỗ mà thấy, cho nên là khéo nên là đáp là không phía nào. Thì sư soi lưng, thì ông tăng cũng đem cái tọa cụ soi theo. Tùy duyên luôn hiện tiền, nghĩa là không có nói ở phía nào hết, nhưng mà luôn luôn là tùy duyên thì lúc nào nó cũng hiện tiền vậy thôi. Có chỗ là mê ngay. Rồi sư hỏi vị tăng khác mới đến, từ nơi nào đến đây? Thì ông tăng thưa là từ phương nam đến. Sư bảo ngoài 3000 dặm gặp chớ đùa. Ông tăng thưa chẳng từng. Sư bảo nhặt qua dương, nhặt qua dương. Ngoài 3000 dặm, tôi hỏi từ phương nào đến thì đáp là từ phương nam đến. Chứ bảo từ ngoài 3000 dặm gặp chớ đùa. Ngoài 3000 dặm tức là xa xôi rồi đó, chỉ là muốn xa xôi đó, không? Xa cái lý đó. Thì như vậy thì ông tăng này cũng nói là chẳng từng. Chẳng từng tức là đây là ông tăng này cũng là cái có cái chỗ thấy gì đó, cho nên nó chẳng từng. Mà nếu chẳng từng
thì còn đến đây làm gì? Chẳng từng thì còn đến làm gì? Cho nên sư bảo là nhặt hoa dương, nhặt hoa dương. Hoa dương tức là chỉ cho cái tơ liễu đó. À, tơ liễu thì làm sao nhặt? Cho nên đó là những chỗ gọi là khám biện để cho người mà tự sáng lên, tự sống dậy. Rồi Phong Can đi đến ngũ đài, thấy một ông già ở dưới núi. Phong Can nói, phải là văn thù hay không? Ông già đáp, chẳng thể có hai văn thù. Phong Can liền lễ bái, thì ông già ẩn mất. À, có vị tăng thuật lại với sư, sư bảo Phong Can chỉ đủ một con mắt. À, sư bèn sai bảo Văn Viễn hãy làm ông già, người ta làm Phong Can. À, sư bèn nói, phải là văn thù hay không? Văn Viễn thưa, há có ai văn thù? Sư bảo văn thù, văn thù. Thì như vậy làm sao thấy văn thù? Nghĩa là ngài Phong Can đi đến ngũ đài, thì thấy ông già dưới núi, thì ông già này tức là hiện thân của ngài Văn Thù. Cho nên trước ngài Văn Hỷ đó, đến núi ngũ đài cũng gặp ông già đó, thì đây ngài Phong Can đến cũng gặp ông già, thì ông già này chính là ngài Văn Thù hiện thân. Thì ngài Phong Can mới nói, phải là Văn Thù hay không? Thì ông già đáp, chẳng thể có hai Văn Thù. Tức là sao? Đối diện rồi còn hỏi gì nữa? Thì Phong Can này biết liền, cho nên liền lễ bái. À, thì ông già ẩn mất. Nhưng mà có người thực lại với sư thì sư bảo Phong Can chỉ đủ con mắt. À. Vậy là sao? Chỉ đủ con mắt thôi. Thì bây giờ sư mới nói cái chỗ thấy của sư. À, cho nên sư bèn sai ngài Văn Viễn, bảo là Văn Viễn à, hãy làm ông già, còn ta làm Phong Can. Thì sư bảo phải là văn thù hay không? Thì Văn Viễn thưa là há có hai văn thù. Sư liền bảo văn thù, văn thù. Ở trên là ngài Phong Can chỉ lễ bái thôi, còn đây là sư bảo văn thù, văn thù. Tức là sao? Chỉ đích danh, không? Rõ ràng là hết chạy đâu. Cho nên đó là cái khéo của ngài. Rồi sư hỏi vị tăng, hỏi hai vị tăng mới đến, thượng tọa từng đến trong đây chăng? Thì ông tăng thưa, chẳng từng đến. Sư bảo uống trà đi. Sư lại hỏi tiếp một người kia, từng đến trong đây chăng? Ông tăng thưa, từng đến. Sư cũng bảo uống trà đi. Thì ông viện chủ mới hỏi, bạch hòa thượng, chẳng từng đến thì dạy y uống trà đi, dạy y uống trà đi thì hãy gác lại, còn từng đến vì sao dạy y uống trà đi? À, sư gọi viện chủ. À, viện chủ liền ứng dạ, sư bảo uống trà đi. Vậy là ba người cũng đều biểu uống trà đi. À, vậy là sao? Cho nên đây gọi là những chỗ khám biện là vậy đó, để khám biện để coi cái người đến đó có sáng hay chưa. Khi mà mới đến thì ngài hỏi lại, từng đến trong đây chăng? Thì ông tăng thưa là chẳng từng đến. Thì sư bảo uống trà đi. Vậy là sao? Chẳng từng đến, bảo uống trà đi. Cho nên thường đây gọi là trà triệu châu là như vậy đó, chứ không phải là mình nói mình báo trước mà nói gặp ai cũng nói uống trà đi, gọi là trà triệu châu. Mà phải thấy được ý nghĩa trà triệu châu là như vậy. Nghĩa là đây là gạn coi ông tăng này có cái chỗ sống nghĩa là hiện tiền hay không. Cho nên hỏi từng đến trong đây chăng? Không? Nếu mà mình nghe câu hỏi đó rồi mình đáp là chẳng từng đến, tức là sao? Tức là đang sống trở lại đâu có thời nào á, thời quá khứ à. Tức là mình nghĩ rằng trước giờ đó chưa đến. Đó là quên mất cái chỗ mình đang sống hiện tiền đây mà nhớ trở lại ở đâu đâu á. Không? Cho nên đó là mắc kẹt. Do đó sư bảo uống trà đi. Nếu mà chẳng từng đến thì vậy thì ai đang đứng đối diện đó? Không? Nghe đâu nó chẳng từng đến thì ai đang đứng đối diện đó mà gọi là chẳng từng đến. Cho nên sư bảo là hãy uống trà đi là xong. Rồi ông tăng khác, sư hỏi vậy chứ từng đến trong đây chăng? Thì ông tăng thưa từng đến. Không? Từng đến thì sao? Sư cũng bảo uống trà đi. Không? Từng đến thì còn muốn hỏi gì nữa? Ông đã từng đến rồi thì còn muốn hỏi gì nữa? Cho nên sư bảo uống trà đi. Rồi ông viện chủ, ông thấy vậy ông mới thắc mắc. Không? Ông mới hỏi bạch hòa thượng, chẳng từng đến, dạy uống trà đi thì há gác lại, không? Nghĩa là chẳng từng đến á, thì dạy uống trà, tức là mời uống trà phải rồi. Còn từng đến thì vì sao mà cũng dạy uống trà? Thì sư liền gọi vị chủ, ông ứng dạ, sư cũng bảo uống trà đi. Vậy là sao? Để cho thấy, nghĩa là đến, cái chuyện mà đến hay là chẳng đến á, là cái chuyện của người ta, phải không? Nghĩa là đến hay không đến là chuyện của hai ông tăng kia, thì có dính gì đến ông đâu. Rồi ông lại cứ xen vào chuyện của ta, phải không? Đến không đến là chuyện của hai ông tăng kia, còn cái chính ông
thế nào thì đó là mấy cái quan trọng. Còn giờ ông lại hỏi chuyện của người ta, tức xen vào chuyện của người ta, cho nên sư cũng bảo uống trà đi là xong, khỏi phải nghĩa là dài dòng. Vậy thì ai mà uống được thì đó, cho nên đó mình phải thấy được cái ý nghĩa uống trà chị dâu là như vậy. Rồi sư đến Vân Cư, Vân Cư bảo tuổi đã cao, sao chẳng tìm một chỗ trụ. Sư nói chỗ nào trụ được. Vân Cư bảo trước mặt có một nền chùa xưa. Sư nói thế ấy thì hòa thượng tự trụ đi. Sư lại đến Thù Du, Thù Du bảo tuổi đã cao rồi, sao chẳng tìm một chỗ trụ đi. Sư đáp chỗ nào trụ được. Thù Du bảo tuổi đã cao rồi, chỗ trụ cũng chẳng biết. Sư bảo, sư nói 30 năm quen cưỡi ngựa, hôm nay lại bị lừa đá. Người sư lại đến phương trượng của Thù Du, ngước xem trên dưới. Thù Du bảo đất bằng té ngã làm gì. Sư đáp chỉ vì tâm thô. Đây là đoạn lúc này là sư coi như là đã tuổi lớn rồi đó, tức là đây khoảng coi như là cũng là lúc này chắc cũng khoảng là 60-70 gần 80 rồi, cho nên trong sử nó ngày gần 80 ngày mới trụ đó, cho nên đây là lớn tuổi rồi mà vẫn còn đi hành cước. Cho nên khi mà đến chỗ ngài Vân Cư, Vân Cư bảo tuổi đã cao sao chẳng tìm một chỗ trụ mà cứ đi hành cước hoài đó, đi vô phương hoài. Sư mới nói chỗ nào trụ được. Thì Vân Cư bảo trước mặt có một nền chùa xưa, tức là trước mặt là trước mặt ở đâu. Cho nên đó là một cái ý nghĩa là ngay trước mặt đó có một nền chùa xưa. Mình nghe đó tưởng đâu là ngài chỉ trước mặt đó là lầm, không? Nhưng mà ngài Triệu Châu ngài nghe ngài hiểu được liền, cho nên ngài nói thế ấy thì hòa thượng tự trụ đi. Nghĩa là sao? Nếu mà ngài biết như vậy thì tại sao ngài không trụ, ngài bảo tôi. Ngài biết là chỗ đó có nền chùa xưa thì tự ngài trụ đi, còn bảo tôi làm gì. Rồi sư đến ngài Thù Du, thì Thù Du cũng bảo tuổi đã cao rồi, sao chẳng tìm một chỗ trụ đi. Sư đáp chỗ nào trụ được. Thì Thù Du bảo tuổi đã cao rồi, chỗ trụ cũng chẳng biết. Thì ở đây sư mới nói 30 năm quen cưỡi ngựa, hôm nay lại bị lừa đá. Nghĩa là sao? Hỏi chỗ trụ, ngài hỏi trụ chỗ nào, không? Cho nên Thù Du mới bảo tuổi đã cao rồi, chỗ trụ cũng chẳng biết, tức là còn hỏi trụ ở chỗ nào. Thì sư bảo 30 năm quen cưỡi ngựa, hôm nay là bị lừa đá. Thì như vậy tức là sao? Đó là coi như là nói như vậy không phải là ngài không biết, phải không? Cho nên 30 năm quen cưỡi ngựa rồi, nhưng mà hôm nay đó mới bị lừa đá một lần, tức là mới gặp địch thủ. Rồi sư lại đến phương trượng của Thù Du, cái tiền nước nhìn xem trên dưới vậy thôi. Thù Du mới bảo đất bằng té ngã làm gì. Sư đáp chỉ vì tâm thô. Đến đó rồi cái lo ngước xem trên dưới vậy, thì ngước xem cái gì? Ngay đó rõ ràng rồi, còn ngước xem gì nữa. Cho nên Thù Du lần bảo đất bằng té ngã làm gì. Còn bài chuyện ngước xem ngước trên ngước dưới đó là nhiều khi rồi cái người ngoài bị lầm, tưởng đâu là ngài ngước ngài nhìn cái gì, nhưng mà với ngài Thù Du là ngài biết ý liền. Sư đáp chỉ vì tâm thô, tức là bị thấy rồi, bị thấy nhau rồi. Một hôm sư cầm gậy đi lên trên pháp đường, đi qua đi lại. Thù Du bảo làm gì. Sư đáp dò nước. Thù Du bảo ta trong này một giọt cũng không có, dò cái gì. Sư cầm gậy tựa vách đi xuống. Đây cũng là một cách mà gọi là cũng như gọi là dò chủ đó, không? Cũng gọi là nghiệm chủ đó. Nghĩa là cầm gậy, sư nghĩa là một hôm cầm cây gậy rồi đi lên trên pháp đường, đi qua đi lại vậy thôi. Nghĩa là lên pháp đường đi qua đi lại không nói gì hết. Đó, để nghiệm coi chủ như thế nào đó. Ngài Thù Du ngài mới bảo làm gì. Sư liền đáp dò nước mà. Tức là dò nước. Nếu mà là ông chủ mà mê mờ á thì ngay đây mà cúi đầu suy nghĩ cái là bị dính rồi. Thù Du liền bảo ta trong này một giọt cũng không có, dò cái gì. Tức là gặp này là gặp ông chủ sáng suốt rồi. Nghĩa là một giọt cũng không thì dò cái gì. Thì sư liền cầm gậy tựa vách đi xuống này thôi. Còn nếu lúc đó mà gặp mình thì sao? Vừa mà cúi đầu suy nghĩ đó là liền bị dò ngay. Cúi đầu suy nghĩ thì bị dò ngay. Còn cái này là ngài bảo rằng ta trong này một giọt cũng không thì dò cái gì, không chỗ nào để dò,
Thì nghe đó là sư nghe là biết được đây là ông chủ rồi, chủ sáng rồi, cầm gậy cửa vách đi xuống thôi, hết nói. Trên đường Đại Sơn có bà già đón hỏi Tăng, thì Tăng hỏi đường Đại Sơn đi về hướng nào, sư bảo cứ đi thẳng. Thì ông Tăng vừa đi, bà bảo lại thế ấy đi. Thì sư nghe liền đi đến hỏi đường Đại Sơn đi về hướng nào, bà cũng bảo đi cứ đi thẳng. Sư vừa đi, bà liền bảo lại thế ấy đi. Sư trở về thực lại với đại chúng và bảo bà già bị lão Tăng khám phá xong rồi. Để khám phá chỗ nào? Cho nên thường thường là người học thiền là mắc kẹt chỗ này. Nghĩa là nghe ngài nói bảo là ngài khám phá bà già mà không biết vậy là khám phá chỗ nào, cho nên cứ lo tìm cái chỗ khám phá ha, mà không ngờ bị gạt không ai. Nghĩa là lo để tìm coi cái chỗ mà bà già bị khám phá đó, coi chỗ nào, mà không ngờ chính khi mình lo tìm cái chỗ bị khám phá đó là chính mình đã bị khám phá không hay. Lo tìm chỗ, lo tìm chỗ của bà già là chính mình đã bị khám phá rồi. Nghĩa là bị có chỗ á là liền bị khám phá ngay thôi. Cho nên ở đây là ngày khéo léo để mà thử trong chúng. Bởi vì đây là hỏi đường Đại Sơn đi biển nào, thì bà bảo cứ đi thẳng. Thì ông Tăng vừa đi, thì bà liền bảo lại thế ấy đi. Thì đối với ông Tăng này á, thì nếu mà chỉ có một ông Tăng không như vậy, thì bà nói vậy đó, thì khó hiểu. Nhưng mà tới khi ngài Triệu Châu ngài đến ngài hỏi, thì bà cũng nói y như vậy. Cũng hỏi đường Đại Sơn đi biển nào, thì bà cũng bảo cứ đi thẳng. Rồi vừa đi, thì bà cũng bảo lại thế ấy đi. Thì có một câu đó nói tới nói lui hoài thì giờ bị khám phá chưa? Thì thấy rõ, nếu người khéo thì liền rõ được bà già liền. Thì giờ bà bảo cứ đi thẳng là đi đâu? Cái này hỏi đường Đại Sơn đi thế nào thì bảo cứ đi thẳng rồi. Mà mình nghe nó bảo đi thẳng cứ theo đó đi là theo cùng cứ bị gạt. Nghe ai hỏi bà cũng bảo cứ đi thẳng hết, thì giờ biết rằng bà bảo cứ đi thẳng là đi đâu là biết liền. Ngay đó là coi khám phá được bà liền. Còn theo ngôn ngữ đó bị lừa. Rồi nghe ngài Chí Châu ngài nói rằng ta đã khám phá xong bà lão đó, thì mình lại tưởng đâu là chỗ nào có chỗ nào đó khám phá, lại lo tìm chỗ bà già bị khám phá, lại càng bị lừa thêm nữa. Cho nên phải thấy được những cái ý sâu trong đó của các ngài, chứ còn theo ngôn ngữ là bị lừa. Sư thấy vị Tăng đến gấp lửa chỉ cho ông và bảo lãnh hội chăng? Thì ông Tăng thưa chẳng lãnh hội. Sư bảo ông chẳng được gọi là lửa, lão Tăng nói xong rồi. Sư gấp lửa đưa lên bảo lãnh hội chăng? Tăng thưa chẳng lãnh hội. Sư bảo Châu Thư cách đây có hòa thượng ở núi Đầu Tử, ông hãy đến đó lễ bái hỏi lấy, nhân duyên khế hợp thì chẳng cần trở lại, chẳng khế hợp thì trở lại đây. Tức là đây là cái đoạn đầu. Sư thấy ông Tăng đến thì gấp lửa lên chỉ cho ông thôi mà bảo lãnh hội chăng? Gấp lửa chỉ cho hỏi lãnh hội chăng? Thì ông Tăng thưa chẳng lãnh hội. Sư bảo ông chẳng được gọi là lửa, lão Tăng nói xong rồi. Thì như vậy là sao? Ngài đã khai thị rõ ràng, nghĩa là ông không được gọi là lửa. Gấp lửa đưa lên mà bảo rằng ông không được gọi là lửa thì lão Tăng đã nói xong rồi. Vậy là phải thấy sao? Sư gấp lửa liền đưa lên nữa bảo lãnh hội chăng? Thì ông Tăng cũng thưa chẳng lãnh hội nữa. Nghĩa là đây là phải khéo thấy trước khi đưa lửa lên đó là đã có sẵn rồi. Trước khi đưa lửa lên đó là đã có sẵn rồi. Cho nên đưa lửa nhưng mà bảo ông chẳng được gọi là lửa. Thì như vậy là đã coi như đã thố lộ rồi mà ông còn chưa hiểu. Cho nên đáp chẳng lãnh hội. Sư mới bảo thôi như vậy thì ông hãy đến cái Châu Thư. Cách đây đó có hòa thượng Đầu Tử đó thì đến đem hỏi. Tức là sao? Đây là ngài khéo léo, ngài không nói nhưng mà chỉ qua bên kia để cho người kia gọi lại vậy thôi, cũng giống như là ngài Hoàng Bá ngài chỉ ngài Lâm Tế qua đến ngài Đại Ngu rồi đó, để cho ngài Đại Ngu gọi. Nhưng mà đây vị Tăng ấy liền đi vừa đến chỗ hòa thượng Đầu Tử bèn hỏi vừa rồi chỗ nào đến. Thì ông Tăng thưa rời Châu Triệu chỉ đến lễ bái hòa thượng. Sư bảo, tức là ngài Đầu Tử ngài hỏi ông già Châu Triệu có lời gì chỉ dạy. Ông Tăng bèn thực lại lời trước. Đầu Tử bèn bước xuống giường thiền, đi 5-3 bước rồi ngồi lại bảo lãnh hội chăng? Tăng thưa chẳng lãnh hội. Đầu Tử bảo
ông đi về thực lại cho Châu Triệu. Thì vị tăng ấy trở về thực lại cho sư. Sư bảo lãnh hội chăng? Tăng thưa chưa lãnh hội. Sư bảo cũng chẳng sai nhiều. Chưa lãnh hội cũng chẳng sai nhiều. Như vậy thì là sao? Đến đầu tử thực lại thì ngài đầu tử ngài cũng bàn bước xuống giường thiền, đi năm ba bước vậy thôi, rồi ngồi lại bảo lãnh hội chăng. Ở kia là gấp cái cấp lửa đưa lên, bảo lãnh hội chăng. Đây thì ngài đầu tử ngài bước xuống giường, đi năm ba bước rồi ngồi lại, rồi cũng bảo lãnh hội chăng. Thì ông tăng cũng thưa chẳng lãnh hội. Đầu tử bảo hãy đi về thực lại cho Châu Triệu. Vậy thôi à. Về thực lại thì mới thực lại thì sư liền bảo lãnh hội chăng. Vậy là sao? Ngay khi mà thực lại đó thì ông đang ở đâu mà không, ngay khi ông đang thực lại đó thì lúc đó ông đang ở đâu mà không hỏi. Cho nên là cứ lo đi tới đi lui mà cũng không ra ngoài một cái chẳng lãnh hội thôi. Chạy tới chạy lui rồi cũng không chạy khỏi một cái chẳng lãnh hội. Chính ngay cái chẳng lãnh hội này đó thấu qua cái là xong. Mà cứ lo bởi lo tìm ngoài không. Đồng Sơn hỏi Tăng ở đâu đến đây? Thì ông Tăng thưa là đóng giày đến. Thì ông Tăng sư bảo tự hiểu hay là nương người khác? Thì ông Tăng thưa là nương người khác. Thì Đồng Sơn bảo người khác có chỉ sợ lê hay không? Ông Tăng không đáp được. Sư mới đáp thay, nếu hứa nhận thì chẳng trái. Tức là đây là dẫn cái đoạn của ông Tăng ở chỗ ngài Đồng Sơn. Cho nên Đồng Sơn hỏi ở đâu đến á, thì ông Tăng thưa là đóng giày đến. Thì ông Tăng này cũng là có kiến giải, không? Cho nên là hỏi đến, ở đâu đến là không nói ở đâu hết mà nói đóng giày đến. Thì ngài Đồng Sơn ngài mới gạn lại. Vậy thì là ông đóng giày đến thì như là ông tự hiểu hay là ông nương người khác? Thì ông Tăng thưa là nương người khác. Thì ngài Đồng Sơn ngài bảo như vậy thì người khác có chỉ dạy sợ lẽ hay không mà nương? Thì ông Tăng không đáp được. Thì đây mới rõ ra, nghĩa là mới đầu nói hay nhưng mà sao là không phải. Phải không? Như vậy thì người khác có chỉ dạy xà lê hay không? Chỗ đó là chỗ làm sao phải mà thấy cho qua. Cho nên ở đây á, nếu mà ông Tăng khéo léo thì ông phải thưa rõ ràng có chỗ thấy của mình. Phải không? Ngài hỏi là như vậy ông đưa người khác thì người khác có chỉ dạy hay không? Nhưng mà chuyện hỏi vậy thì sao? Nghĩa là người khác có chỉ dạy hay không chỉ dạy đó thì có căn hệ gì đến ngài? Phải không? Nghĩa là người khác mà có chỉ dạy cho ông Tăng á, có chỉ dạy hay không chỉ dạy thì có căn hệ gì đến ngài Đồng Sơn? Cho nên nó, nếu ông Tăng mà ông khéo thì ông phải có cái câu đáp liền. Phải không? Tây sư mới đáp thay, nếu hứa nhận thì chẳng trái. Tức là tự nhận là xong, chứ có hoàn toàn ỷ lại vào nơi người. Rồi Phổ Quá ăn rau sống, Lâm Tế thấy bảo Phổ Quá giống hệt một con lừa. Phổ Quá liền làm tiếng lừa kêu. Lâm Tế liền thôi. Phổ Quá mới nói Lâm Tế đứa tới nhỏ chỉ đủ một con mắt. Sư mới đáp thai chỉ cho phần chính mình cỏ súc vật ăn. Tức là đây là cái đoạn mà của chỗ ngài Phổ Quá ở chỗ Lâm Tế ăn rau sống. Lâm Tế thấy như vậy bảo là giống hệt như con lừa. Khi mà bảo giống hệt một con lừa thì nếu mà cái người khác thì sao? Nếu mà người khác nghe nó bảo giống hệt một con lừa đó thì hoặc là mình suy nghĩ, hoặc là mình nghĩa là liền nghĩa là tự ái, buộc nghĩa là mình mà bên bảo là nói giống con lừa thì ngay khi đó là nghĩa là bị kẹt liền, tức là còn dính trong cái gọi là cái thấy phàm thánh hai bên. Còn ở đây ngài Phổ Quá nghe nói giống con lừa thì liền làm tiếng lừa kêu đáp lại liền, để cho thấy nghĩa là ngài Phổ Quá nghĩa là coi như trong lòng của ngài nó sạch trơn á, không có những kiến giải hết. Nghe nói giống con lừa thì làm tiếng lừa kêu liền. Ngài Lâm Tế liền thôi. Ngài Phổ Quá mới nói Lâm Tế đứa tới nhỏ chỉ đủ còn một con mắt. Nghe vậy là thôi mà không nói gì câu thêm câu nữa, câu sau nữa. Sư mới đáp thay chỉ cho phần chính mình cỏ súc vật ăn. Là sao? Nghĩa là chỉ cho cái phần của chính mình đó cỏ súc vật ăn nữa. Nghĩa là đây bởi vì Phổ Quá làm tiếng lừa kêu nè, không? Thì như vậy là để muốn nói rằng đây là phải sạch hết mọi cái kiến giải phàm thánh hai bên, hoặc là vật là ngã, hoặc là ta là vật đó, không? Sạch hết mọi kiến giải như vậy đó, thầm tự biết nơi mình đó là đủ, chứ không có chỗ để mà được
À, trong này mà với người mà còn có cái gọi là cái thấy sở đắc á, à, còn có cái kiến giải phàm thánh đó thì không thể qua được ở chỗ này. À, đó là chỗ gạn lại cái chỗ kiến giải của người. Giờ Bảo Thọ hỏi Hồ Đinh Giảo, phải chính là Hồ Đinh Giảo chăng? Thì Giảo thưa chẳng dám. Thì Bảo Thọ mới bảo lại đóng được hư không chăng? Thì Hồ Đinh Giảo mới đáp mời đập vỡ hư không đi. Bảo Thọ liền đánh và bảo vì sao có ông thầy nhiều lời sẽ điểm phá cho ông. Sao Hồ Đinh Giảo thuật lại cho sư nghe, sư bảo ông nhân gì mà bị người khác đánh. À, Giảo mới thưa chẳng biết lỗi ở chỗ nào. Sư bảo chỉ một kẻ hở này chẳng làm gì được, còn bảo người khác đập vỡ. À, Đinh Giảo liền lãnh hội, sư lại bảo hãy đóng một kẻ hở này. Đây là nhân cái tên mà gạn lại. Tức là Bảo Thọ hỏi Hồ Đinh Giảo, Đinh Giảo tức là đóng đinh đó. À, cho nên gì phải chính là Hồ Đinh Giảo chăng? Thì ông Hồ Đinh Giảo thưa là chẳng dám tất nhiên là sao? Tức là nhận rồi đó, chẳng dám, nhưng mà nó nhận chính là phải rồi đó. Thì ngài Bảo Thọ ngài mới bảo như vậy thì có đóng được hư không chăng? Tức là Đinh Giảo đó, Đinh Giảo tức là đóng, nhưng mà như vậy đóng đâu đóng, nhưng mà có đóng hư không được chăng? À, đó là thử à, coi cái chỗ thấy của ông này như thế nào. Thì Hồ Đinh Giảo mới thưa mời đập vỡ hư không đi. À, thì đó là cũng lanh lợi, nhưng mà ngài Bảo Thọ ngài liền đánh mới bảo về sau à, có ông thầy nhiều lời sẽ điểm phá cho ông. Thì sau này khi mà Hồ Đinh Giảo thuật lại cho ngài Triệu Châu nghe đó, thì ngài Triệu Châu nghe bảo ông nhân gì bị người khác đánh. Như vậy thì nếu mà ông mà thật không thật có chỗ sống không chính là ông thì tại sao lại bị người khác đánh? Thì Hồ Đinh Giảo thưa chẳng biết lỗi chỗ nào. À, ngay đó liền ló đuôi liền hỏi là tại sao nhân gì mà ông bị người khác đánh, đó là gạn lại. Thì Hồ Đinh Giảo thưa chẳng biết lỗi chỗ nào. À, thì như là ló đuôi ngay rõ ràng, giống như ngài Lâm Tế mà nghi là không biết là con lỗi chỗ nào đó, lỗi chỗ nào bị đánh. Thì ở đây cũng vậy, Hồ Đinh Giảo chẳng biết lỗi chỗ nào, vừa nghĩ lỗi phải là sao, vừa nghĩ lỗi phải thì ngay đó là cái kẻ hở chỗ đó, là đáng lẽ là vừa nghĩ lỗi phải thì phải đóng ngay cái kẻ hở đó đó. Ngay cái vừa hỏi lỗi, vừa nghĩ mà lỗi phải đó thì đóng ngay chỗ đó là xong. Không? Cho nên sư bảo chỉ một kẻ hở này chẳng làm gì được, còn bảo người khác đập vỡ. Ở trước á thì nói nghe hay, hỏi ông là có đóng được hay không chăng, ông bảo là mời đập vỡ hay không đi, hay không cho đập vỡ. À, thì nói tưởng đâu là à, ông là tưởng đâu là có chỗ thấy gì rồi, nhưng mà đến đây thì bị kẹt trên cái lỗi phải. Hỏi nhân gì bị đánh là liền hỏi chưa biết lỗi chỗ nào. À, thì bị kẹt lỗi phải, cho nên sư bảo chỉ một kẻ hở này chẳng làm gì được, còn bảo người khác đập vỡ. Ngay cái kẻ hở mà lỗi phải này đây nè, là ông chưa có làm, chưa có qua được rồi nè. Thì ngay đó Hồ Đinh Giảo liền lãnh hội liền. Nhưng mà lãnh hội vậy thì chưa gặp ngài Tri Châu, ngài còn bảo thêm cái nữa, hãy đóng một kẻ hở này. Vậy là đóng kẻ hở nào? Nghĩa là còn có chỗ hội á, không là cũng phải đóng ngay cho đó. Còn thấy có chỗ hội, cho nên vừa lãnh hội thì ngài liền bảo hãy đóng kẻ hở này để chỉ vượt qua cái kiến giải đó luôn. Chứ không khéo thì lại kẹt trên đó, không? Mà thấy là mình có chỗ hội, có chỗ ngộ, à, thì coi chừng còn kẻ hở nữa. Nhân sư đang đi đường, gặp một bà già hỏi, hòa trưởng, hòa thượng trụ ở đâu? Sư đáp, phía tây của Đông Viện Châu Triệu. Sư thuật lại hỏi vị tăng, tức là hỏi tăng á, hỏi tăng ở trong chùa đó, ông nói à, dùng chữ Tây nào? Thì một vị tăng đáp, chữ Tây của phía đông, tức là của Đông Tây á, chữ Tây của Đông Tây á. Rồi một vị tăng đáp, chữ Tây của nương ở. À, sư bảo hai người phải làm được diêm thiết thác quan. Tức là đây là khi mà sư đi ra ngoài á, gặp bà già, hỏi chữ hòa thượng chủ ở đâu, thì sư đáp là ở phía tây của Đông Viện Châu Triệu. Thì đáp vậy thôi, bởi vì chữ Tây á, hồi xưa nó là cũng có trùng nghĩa. À, chữ Tây nó có nhiều nghĩa. À, chữ Tây mà của Đông Tây là cũng chữ Tây, mà còn chữ Tây mà của nghĩa là nương ở đó, à, tức là chim mà nó bay về nó đậu nương ở đó cũng đọc là Tây.
mà khi đọc tê đó thì như là chữ tây nó cũng có nghĩa là chỉ đông tây, mà chữ tây cũng có nghĩa là nước ở, cho nên ngài mới họ gàn lại. Thì ông Tăng nói rằng chữ tây của phía đông tây, còn ông thì nói chữ tây của nương ở. Thì như vậy sư liền bảo hai người hãy đều làm được diêm thiết phán quan. Tức là sao? Là tới ông quan sư kiện à, phán quan đó thì ông quan sư kiện như thôi, tức là chỉ theo lời theo chữ vậy thôi. Phải làm sao mà khéo mà thấy được cái ý của ngài trong đó à, như vậy thì làm sao mà khỏi bị ngài mà bảo rằng làm dương tiếng phát quan à, nếu khéo ngay thì sư bảo vậy là dùng chữ tây nào thì sao, thì phải đáp làm sao để mà cho khỏi. Nếu khéo thì bảo rằng hãy hỏi lại ngài là sống, ngài đáp hỏi lại ngài là sống. Đó, còn cứ theo chữ đó mà nói là chữ tây này chữ tây kia, nó là theo ngôn ngữ à. Rồi sư cùng quan thị lan à, đi dạo vườn gặp con thỏ chạy qua, thị lan mới hỏi à, hòa thượng là đại thiện tri thức, con thỏ vì thấy vì sao chạy? Sư bảo lão tăng ưa giết. Đây để cho mình thấy rõ cái ý nghĩa, nghĩa là ngài cùng với ông quan thị lan đi dạo vườn thì gặp con thỏ, thỏ nó chạy qua. Thì ông thị lan đây thì ông cũng có coi như là có nghiên cứu à, có học thiền cũng như có học kinh, cho nên mới hỏi hòa thượng là đại thiện tri thức thì con thỏ thấy vì sao nó chạy, thì phải đáp làm sao? Là bậc thiện tri thức rồi thì con thỏ thấy sao chạy? Sư bảo lão tăng ưa giết, nghĩa là sao? Tức là còn có tâm sát, phải không à, bởi vì còn có tâm cho nên nó cảm được à, phải thấy được cái đó, còn có tâm cho nên mới cảm được à. Rồi nhân sư thấy vị tăng đang quét đất bèn hỏi quét như thế có sạch sẽ hay không. Ông tăng thưa càng quét càng nhiều. Thì sư bảo hát không kẻ trừ bụi à, ông tăng thưa ai là kẻ trừ bụi à, sư bảo lãnh hội chăng à, ông tăng thưa chẳng lãnh hội. Thì đáng lẽ ngay đây dừng là xong phải không à, mà ông tăng này chưa chịu à, nghĩa là đang quét đất thì sư hỏi là quét như thế có được sạch sẽ hay không. Thì ông tăng thưa là càng quét thì càng nhiều. À, thì sao càng quét càng nhiều? Quét như vậy thì có, nếu mà càng quét càng nhiều thì quét làm chi? À, thì sư bảo há không kẻ trừ bụi à, như vậy thì không có kẻ trừ bụi hay sao à, thì sư bảo ai là kẻ trừ bụi? Nếu mà ngay đó mà khéo không, thì đủ rồi không? À, thì ông tăng thưa chẳng lên hội. Ông tăng với ông tăng hỏi, ông tăng hỏi ai là kẻ trừ bụi à, thì sư bảo lãnh hội chăng à, thì nếu mà khéo thì ngay đó là xong rồi. Khi hỏi ai là kẻ trừ bụi thì sư bảo lãnh hội chăng, thì ngay đó mà khéo nhận là xong rồi. Hỏi ai kẻ trừ bụi thì không kẻ thì ai hỏi đó, phải không? Thì ngay đó mà khéo hội là xong. Cho nên sư bảo lãnh hội chăng thì ông tăng thưa chẳng lãnh hội, đó là coi như là bỏ qua. Cho nên sư mới bảo thôi đi hỏi lấy Vân Cư đi. Thì vị tăng ấy đi hỏi ngài Vân Cư thế nào là kẻ trừ bụi. Vân Cư bảo gã mù này. Rõ ràng phải không? Hỏi thế nào là kẻ trừ bụi vậy thì còn cái người nào mà đang hỏi đó hay hỏi đó à, cho nên sư bảo cái gã mù này ai hỏi đó mà lại còn tự lờ mờ đi hỏi, cho nên đó là, cho nên ngài bảo gã mù. Rồi sư hỏi vị tăng ông ở trong đây bao lâu rồi à, ông tăng thưa dạ 7-8 năm. Thì sư bảo có thấy lão tăng chăng? Ông tăng thưa dạ thấy. Sư bảo ta là một con lừa, ông làm sao thấy? Thì ông tăng thưa vào pháp giới thấy. À, sư bảo ta sẽ cho là ông có một lối đáp này, uổng ăn bao nhiêu cơm như thế. Ông tăng thưa thỉnh hòa thượng nói. Sư bảo nhân gì chẳng nói, nhầm trong cỏ súc vật ăn mà thấy. Đây cũng là những chỗ để mà gạn hỏi, nghĩa là hỏi với ông tăng là ở trong đây bao lâu rồi. Ông tăng thưa là 7-8 năm. Ở 7-8 năm thì có thấy lão tăng chăng? Thấy không? Ông ở trong đây 7-8 năm thì có thấy lão tăng chăng? À, cho nên sư mới gạn lại có thấy lão tăng chăng. Thì ông tăng này thưa thấy, dạ thấy. Nhưng mà thấy đây là phải thấy cái gì? Chứ còn mình là nó ở, nghĩa là ở trong chùa 7-8 năm thì hòa thượng trong đó thì dĩ nhiên là hàng ngày thấy rồi, phải không?
nhưng mà thấy đó chưa phải. À, cho nên đây ngài còn hỏi có thấy lão tăng chăng, đó là muốn nhấn mạnh lại, à, coi ông có chỗ thấy chưa. Thì ông tăng thưa dạ thấy. Thì nói dạ thấy đó, nhưng mà đã biết thứ thiệt hay thứ giả đây. À, nếu mà ông thấy nghĩa là cái tướng mà hằng ngày đó chỗ cũng nói dạ thấy nữa thì sao. Cho nên đây ngài gạn lại, ta là một con lừa, ông làm sao thấy. À, nếu ông thấy vậy ta làm con lừa, ông làm sao thấy. Nếu mà ta là tướng ông hòa thượng thì ông thấy dễ rồi, phải không? Bây giờ ta là con lừa, ông làm sao thấy. À, thì ông tăng này cũng lanh lợi, vào pháp giới thấy. À, nếu là con lừa thì vào trong pháp giới thấy. À, thì nói như vậy, thì sư liền bảo, ta sẽ cho là ông có một lối đáp này, uổng ăn bao nhiêu cơm như thế. Đây là cũng còn ở trong kiến giải. À, thì ông tăng thưa vậy, thỉnh hòa thượng nói. À, sư bảo, nhân gì chẳng nói, nhầm trong cỏ súc vật ăn mà thấy. Ngài làm con lừa thì ăn cỏ, thì ngay trong nhầm trong cỏ đó mà thấy. À, thì đó là cái đáp, nghĩa này chính xác, khéo léo. À, phải không? Nghĩa là sao? Con lừa, không? Thì nhầm trong cỏ thấy, cỏ nó ăn là thấy. À, đó là thầm khế hợp nhau, cùng ở trong đó mà thấy. À, còn ông nói là ở trong này, ở trong kia, tức là ông ngoài con lừa rồi, tức là còn ở trong cái kiến giải kia đây. À, đây là phải quên những cái kiến giải kia đây, kiến giải phàm thánh rồi đó, thì mới thấu được cái chỗ này. À, cho nên đây là phải gạn lại để coi còn có cái kiến giải phàm thánh gì không nè.